Thủy Tiên Thang bị chồng phản bội, cư dân mạng nửa tin nửa ngờ. Mới đây, Thủy Tiên Thang bị chồng phản bội, đang chờ tòa chia tài sản trong status mới đăng, khiến nhiều người giật mình. Tuy nhiên, khi đọc hết status, hóa ra cô chỉ đang viết về một MV mới của mình. Và những lời trong status chỉ mang tính chất trêu đùa fan của cô mà thôi. Ai cũng biết trong MV Sao Anh Không Ăn Mới Ra Lò, Thủy Tiên vào một vai cô vợ chu toàn chăm sóc tận tâm cho chồng, nhưng lại bị phản bội. Cô đã viết đơn ly hôn và ngay lập tức xách vali ra khỏi nhà. Còn đây là status mới nhất mà bà xã Công Vinh đăng tải trên Facebook. Ủa, mắc gì mấy bạn cứ bóc phốt mình hoài vậy? Mình đã hoàn lương, thay tên đổi họ, giờ mình là Thảo Tiên quận 7, không phải là Yến Duyên, chuyên đi bao trai nữa. Ba má mình khó, nên bây giờ mình lấy chồng làm lại cuộc đời. Mình giờ chỉ nấu ăn cho chồng và bị chồng phản bội, mình đau khổ xách vali ra khỏi nhà, chờ ta chia tài sản. Mình sống tốt như vậy và đau khổ như vậy mà các bạn còn chưa vừa lòng hả? Sao bóc phốt mình hỏi vậy, để mình yên được không? Ai cũng có một quá khứ cần phải quên đi và làm lại cuộc đời mà. Nhắc nữa mình kiền á. Như vậy hoàn toàn có thể thấy, chuyện Thủy Tiên Thang bị chồng phản bội là hoàn toàn trêu đùa và chỉ trong MV của cô mà thôi. Bên cạnh status của Thủy Tiên chia sẻ những bình luận cực mạnh của bản thân với fan khi bị bóc phốt. Theo đó, khi bị bóc phốt bao trai, đua ngựa, chơi bài ở Macau, Thủy Tiên đã đùa rằng cô đã hoàn lương rồi. Mọi người hãy quên đi, đồng thời nữ ca sĩ sinh năm 1985 còn dọa rằng nếu cứ bị bóc phốt hoài thì cô sẽ kiện luôn. Còn về Thủy Tiên với Công Vinh, hiện tại cả hai vẫn đang hạnh phúc, còn là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trong showbiz. Trong khi Công Vinh hay lấy quỹ đền mua quà, một mực yêu chiều đưa hết tiền lương cho vợ, thì Thủy Tiên cũng chiều Công Vinh khó ai địch nổi trong showbiz. Thường tự tay trồng thực phẩm, rồi tự vào bếp nấu nướng phục vụ chồng con. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.